Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Được nha. Thì hôm nay hai anh em mình với cha mình đi giăng mấy cái lưới để mà đánh cá mọi người. Thì mời mọi người theo chân anh em mình nha. Chờ cha mình giăng hết cái tay này xong rồi anh em mình đi theo quay cận cảnh cha mình giăng cái tay lưới tiếp theo nha mọi người. Còn nguyên thùng lưới. Thì cái này là còn hai tay lưới nha mọi người. Cái này gì ta? Cái miếng nước nó bò hiểm. Cái hang này gì mà không có ếch quá. Đâu dữ hả? Chừng mà ếch chọt vô này chết veo luôn. Hình như là bên đây là bên đây hay bên đó gì được. Cái dạng mướp của Bắc Hai đúng không? Cái gì? Mướp trong bầu của Bắc Hai bên đó. Cá đù dưới anh hai ra đây còn kiếm cà na. Nhà của người ta. Nhà của ổng á. À, đó là cái chạy. Cái cách ổng giữ gãy á. Mọi người thấy từ xa nè, đó biết mọi người nhìn thấy không? Thấy cái chắc đó không? Đó, đó là cái chạy đó. Thì với năm mình sau này có kinh phí sẽ vô sinh tồn đó nha mọi người. Con gì nó đem cái nồi cái bếp bỏ vô cái qua lô bự á, qua lô tơ, qua lô tơ phóng qua lô đó. Mình chỉ đem dụng cụ cần thiết thôi, mình làm sinh tồn trong ngày mà 24 giờ mà. Để nồi cho đỡ nóng. Cái cầu trời cảnh vật nha ông này. Qua tao với ông cha bắt chuột trong cái dừa đó. Cái dừa hôm bữa mình bắt nó tập đầu tiên đó mọi người. Con chuột nó chạy ra nó cào dừa. Tao với ông cha lấy cái tạo tập chuột té xuống. Nên cây cái quẻo cái đầu lên nè. Con một. Rồi, cái đầu đi kiếm đường đi xuống luôn rồi. Nước đâu sâu đâu hang nó nhiều nha. Chỗ này nó đúng rồi. Ấy cha, có vẻ hơi lạnh mọi người ơi. Đây, cái lưới này là chúng dân ở dưới cái kinh. Wow. Oh my god. Đi ra luôn, mở quay luôn. Quay dần dần trong cái máy á, nó có đứt thì bấm tiếp liền. Có lạnh vậy đó, chút xíu à. Khóa xe có bỏ đi dưới chưa? Dạ, chưa à. Tố quần ghen á. Nó người ta tôi bỏ vô bọc này luôn nè. Vừa lạnh xíu thôi chứ không có gì mà. Cá vẫn nhiều. Lưới này là lưới cá phi, cá ngô, cá sặc, cá chốt, cá gì cũng dính vậy. Dưới quá mà. Dưới 3 phần rưỡi không cha? Dưới bắn qua cái chỗ dừa đó, bắn nó lên trên kia, cá dính xe gì, quả dính xe gì, cái đài này để chút dân cái lưng mình cái tay này, đây này hai thằng nữ, này là sáng sớm đó mọi người nhưng mà tại chưa nắng chưa lên nên trời nó âm u mọi người, trong đó ta đây ta. Qua có người tay nó bị chạy chị nó làm tràn qua nói trên động cá không thấy út chân sống cái sống sống cái đánh ồn 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 sống nó cái đánh ồn 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 kia này ồn có sụn luôn kìa đợi
dính cá bị gách nè. Gách lỗ rồi không? Cá to quá. Giang xui gì nó có dễ dính không ta? Có nắng hơi hơi là mọi người. Giờ cũng xa đó, tốt trên cây đại trên kia á. Cây đại lú trên mà nấm trên kia. Cho mình dân tại đầu mọi người thấy cái cây nhỏ nhỏ này nè, này nè cây nhỏ đó là tới cây này, xong rồi giờ tới cái tiêu này nè mọi người, cũng khá là xa để không phải gần nữa nha. Bây giờ lạnh lên ở đây cầm thùng đi lên. Những dân chơi mà sợ lạnh hay. Để cho cái cây ăn trước này nè, để cho mình chế cái sáng tạo đeo đừng đau của tay không biết là có tác dụng gì đó, nhà sản xuất ta suy nghĩ vậy đó. Thấy giống cái lon cá mòi không? Lon cá mòi nó có để cái lỗ cho đút ngón tay vô đó. Cái đó là ta đã để sát hàm sát ấy rồi đó, đeo vô ngón tay nè, còn cái nắp tròn kia ta đưa xuống sát lưỡi dao, sát nó không vô tay. Đúng rồi đấy, tao tới vào đây báo nha, cái chừng quăng cái máy quay à. Cái người đây lạnh mà cái lồng còn nhỏ lạnh tanh luôn cả. Cái đại cái đó là đang cấm đại lý mở lên luôn. Đây là chị lỏng á, nó bóp không sát á, chị nó chạy tới giờ lui không sát thì làm sao mà nó lọt cái viên ra được chứ. Cái mặt lưới nó không lọt ra được mà sao cái viên lọt được nè. Mới xuống lạnh chứ hơi hết lạnh rồi, nó bị hở rồi, sức chì rồi, hở là lọt nhiều. Cái này bấm lại. Mình lấy kềm kẹp lại. Mấy thứ này cho này nó bị mấy cục cái chiếc cá qua đó. Khỏi sợ nữa nè. Qua dính mấy con cá bự bự. À, mọi người thấy cái vườn dừa huyền thoại không mọi người? Cá ngon đồng. Mấy cá cóc rồi. Cá cóc, cá dảnh. Cá mà dính. Dính hết. Cái vườn dừa huyền thoại mấy anh em mình bắt chuột nè mọi người. Ta lưới này lưới cũ. Mấy cục phao này chập gì là lắm mà. Câu này để chuột mình cá. Còn bây giờ thì chưa có cá thì mình đỡ nắng. Nó nhiễu xuống cái lưng lạnh này. cái tài lưới cũ nè mọi người, lỗ nào lỗ nấy chọi trâu chết luôn mọi người nè. Giỡn hoài lưới này vậy nó cũ dính dữ lắm đó. Cái này nó
Mỹ mà cứ nặng mình hơn là cái chuyện này là đầu cũ là đầu cổ là đầu nào luôn đấy nè, như gỗ giỡn à, cá lưới cá nó mình chui vô đây, mình chui vô lỗ này nó u hên quá. Hết sức đẹp. Trời. Cái này là gì? Mày nó cái cách gì còn nãy dính cái hồ luôn đó các bạn. Đều không bự ngang nhỏ nhỏ. Cái hồ to quá không chứ. Cái nét á. Mình đâu nói đây đâu rồi. Đen đen giống cái hồ vậy đó. Bơi xuống. Nè, mũ đằng này nè, nó có tay một. Dính tục gông. Rồi. Nhìn giống mấy thằng gì ta trong bộ phim gì quên mất tiêu à. Mày cỡ cái trái này. Trái bạch đằng. Mấy thằng ở trong mấy bộ phim mới đội cái mũ dài thòn đó mấy người. Cái bạch đằng đâu có dính chùm chùm cả. Cái bạch đằng. Thành phố đâu biết trái này đâu. Vẫn không quên được cái cây. Miền Tây nhà khác vậy. Trả lấy thì vậy đi, giúp trả lên xe về cho mình cho. Chung chung. Ở đây, ở đây, ở đây. Đây. Thì dắt té ủi cái đầu chứ. Thôi mà. Trong đó bộ dẫn lưới nó gì đâu mà làm gì đó. À, hai người trong kia nữa. Mình bên, bên đó có giường bắn cầu. Bỏ con cắm hết bên đó. Hết nhảy mộng phương sợ ma. Nhảy ủng ủng xuống kinh đó. Anh gọi đèn cháu giác vậy nè. Lâu lâu cái anh gọi qua gọi hỏi mày đâu rồi. Nhiễn quá nhiễn. Bữa nay anh ba mình chưa đi theo mọi người. Do là vợ anh ba mới sanh á. Nên là anh ba phải ở nhà phụ này phụ kia nữa. Tầm là chưa chưa xíu nữa anh ba mới vô sau mọi người. Hôm nay cũng không có cù khen. Tại vì đi đường nước ruộng ruộng nước này kia với nó hơi sâu quá. Mà không cho cù khen đi theo mọi người. Tôi đi theo nó tắm không à. Để trong nước nhiều vậy chứ tắm thì nó nghe cũng được không, nhưng mà trong nước nhiều quá nó bị cảm. Nó biết bơi nữa, cũng khen nó biết bơi nữa mà hay đi nước như vậy, hay cho nó đi theo tội nghiệp đó. Nên là không có kêu nó cho nó nhà. Nói chung là dân miền Tây là thường bé là biết bơi rồi đa số. Cũng khen mà nó biết đi quay là nó ham lắm, nó đi theo. Lạnh là tiếng nước là tắt rồi hả? Làm vậy nữa. Cái nó ngồi trong cái đám mồng tơi ở đâu ta? Ở trong đây không thấy mồng tơi. Mồng tơi là bên đám bên đó đó, nhưng mà hết nhổ hay gì rồi. Giờ bên đó trái không lắm. Giờ đó là giờ mấy em mình đi bắt chuột là tập video đầu tiên đó mọi người. Có một thú fan nữa mà mực cái này sao nó sắp chết rồi. Cái dí cắn và nằm rung con mắt ra máu luôn á. Chỉ sợ cái này ra hết một tới triệu luôn. Dơm giác nhất lắm. Lưới này không chết thêm lắm.
ai không cần biết được rồi. Xe mình đậu trong cái động xe trong này có không, không mình đi có ai chạy xe vô. Đi mò thôi này kia cũng vậy mà. Chào mọi người nha, thì mấy cái con mình cũng dăn xong ba tá lưới rồi mọi người. Thì ngồi về vô đây ngồi nghỉ mệt tầm 30 phút, mấy cái con mình đi rảo lên mấy cái lưới nha mọi người. Thì hồi nãy trong thời gian chờ đợi cái lưới á mọi người, bữa nay mình đi hái được ít trái cây, giờ mình hạ ngổi, hôm anh mình thì đi câu cá, lát có gì nướng ăn mọi người. Few moments later. Ok. Bây giờ chợ nước sông. Thì bây giờ mấy cho con mình đi thăm lại mấy cái lưới nha mọi người. Cũng nửa tiếng hơn rồi. Một con. Xui đúng rồi, con chân con xui nó biết có nhảy như chân ngang qua. Đưa xuống cái lùng cái hú hồn sập cái lùng quần. Đang đi ngon chớn mọi người, sập cái lùng cái nhìn cái muốn tới tới bút rúng luôn. Trước cái gì kìa? Cá rô. Rô. Người ta phải gọi là cá rô. Đó. Rô. Kêu được cái kia. Rô. Cá rô có dư rổ nhảy ra luôn.
Tâm dưới không nổi. Và đây đâm. Ok, dính ngay trước hai, hai bà con. Ô, có lý rồi. Cái đây, cái đây. Con này chưa. Trời ơi, đi đi. Quá đã mọi người ơi. Cái họng nó phải có cái gai gì chứ. Chú ý nữa rồi. Đây, đây. Tới thời rồi. Đây, đây, đây. Đây. Ủa, con lỗi nhỏ cái đại nha. Ừ, nhỏ đại. Ê, đây, đây, bỏ khác. Ô. Trời ơi, dụng con rồi kìa. Mới dính nè. Mới dính, mới dính. Thời gian cũng này khoảng luôn. Kìa, dính ở dưới kìa. Hôm nay dính nè, nó chạy chụp nổi lên luôn ngay. Nhưng mà chụp này phải. Từ xa kìa mọi người, đó 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 đó, hai con luôn mọi người ơi, hai con luôn, lòng lưới ngu qua đây nè, con trên này cái đầu đồng á mọi người, cái này là cá đồng, cá thiên nhiên, con cá dưới muốn chết rồi, dưới nó bị ngọn, bị xe lên. Lý quá cho bộ nè. Chân ngang còn còn nhiều nữa. Ngang lắm. Wow, bố trí. Chân ngang nó còn xe gì vậy chứ. Chân ngang cá bị dứt, bị bỏ. Cho nên theo sao là theo cảnh. Chút mình hỏi ta lớn mình dân từ trong máy này dân chút. Chiên cũng được, ướp muối chiên. Chướng dính nè mọi người ơi. Nãy không thấy dính cà phê ha. Dân ngang dính cà phê. Nha, cà phê. Dân xui không thấy dính cà phê. Nó rô ghi rồi đó. Nó đã chạm. Mình đây thăm ông Nắng cũng thăm nữa kìa. Nó bị nổ chết. Ê, kìa, em có nguyên nữa kìa. Có vẻ như khúc đỏ đỏ này được quá nha.
dân ngang qua anh ta dở lên cái ha, dính chỗ hai con dính chùm. Mới dùng con kìa. Nó sắc nhiều nha. Sao ta đặt tên nó là cái. Rồi, hồi lưới còn dính hơi nhiều luôn mọi người. Cái lưới gách đã hai anh em mình cười nè, giờ nó dính với ghê không? Cái lưới của mình giăng vậy luôn đi. Là xong tay này cuốn đầu ra. Phi con có hầm luôn,
phi với lưu đồng luôn. Lưu đồng nướng luôn, chín toàn luôn. Hôm nay mình ở từ sáng tới chiều mình dậy. Đấy, cái khóc nè mọi người. Mình đẹp gì mà cái tên xấu quá. Đấy, có tên này, tên cả. Quay chưa bự, con này cũng chưa bự gì mấy đâu, cái này mềm lắm, cái này còn gì nữa này, rồi này đi, máng đầu nó bóp cha nó cho nó ừ, làm mặt cái đó, leo leo mà, không được rồi, đâu rồi, chạy đâu rồi, chúng ta đứng xuống nha, mới đâm vô luôn, mình đi giật mình. Sáng trúng ngay cái lỗ gách nó dính hơi thấy cái cục mày không có gì để mọi người thì mấy chú tôi mình đi thăm cá xong rồi mọi người. Đây thì giờ hai anh em mình đem cá lên kia đưa vô cổng mình gặp còn cha mình thì kêu anh em đi gặp cá đi để cha mình dân từ đây qua bên kia dân đổi chiều luôn mọi người. Thì mọi người đợi mấy chú tôi mình xíu nha. A few moments later. Hello mọi người, thì giờ mấy cha con mình đi thăm cái luồng thứ hai nha mọi người. Luồng mà nãy mấy hai anh em mình đi gọng cá cho cha mình đi dăng á mọi người. Đi dính không? Có dính rồi. Dính nước rồi, để gọng nó. Sao cho nó sâu vậy? Cho lại lúng cái lung. Quá cá rồi. Cho vô miếng nước. Ô. Quá nhiều. Xe diền luôn mọi người ơi. Tính. Ú, lúng mọi người ơi. Cá cọc. Quá khứ mọi người kìa, bên kia còn nó nằm đợi nữa kìa mọi người. À, hồi nãy thì ông anh mình bắt được con rắn chung nè mọi người. Nè, con rắn nó bò kìa. Đó. Dính quá trời cá nè mọi người. Ồ, xe gì luôn rồi. Anh sạch từ bự. Dính đường nào để ta? Đó ngược lại. Ui, coi chừng cái bàn tay hư hỏng ở nhà sáng vậy. Buông lưới xuống. Này, xem sao nó động nó dính lâu quá cái nó quấn tụm lên giọng. Ở dưới này còn đứng tung lội à. Tôi cách sao mà tôi không hiểu được ta. Rồi. Cá này. Cái bự luôn nhấc béo miệng. Dưới này con đi. Quá đã luôn mọi người ơi. Ừ, mới cứ xuống bắt đầu không làm bộn nha. Có để miếng nước cho sống rồi. À đúng. Đấy, cái con kìa hai ba con nữa kìa. Cá cao. Đây nữa nè mọi người. Đây nữa đó. Ô. Do là sáng mấy cha con mình dăng chiều dọc không mọi người. Không có đi theo dòng nước á. Bàn tay hư hỏng con thứ ba. Sao hoài là ba con rồi đó. Sáng giờ ba con. Ồ, cái gô đứng nè mọi người. Thử con thứ tư. Ồ, cái gô nữa kìa. Nè. Lấy cái gô mà không dính cái gô dính gì nè. Con này chắc chắn rồi. Rồi, cá sạch tới queo rồi. Mẹ, bé bụng luôn. Bé bụng luôn. Nướng luôn. Kè, cái gô trước nó ngủ luôn, hiện mũi. Ta lứ mà sáng mình chơi ta lứ của bắp đó. Dính. Đó sáng mà tụi nó lứ mỹ mà. Nó mỏng hơn. Dính.
giờ vô tay là không cảm giác cái đó. Rồi thành ra con cá còn thứ tư rồi mọi người. Rồi con cá nó mới là con thứ năm mày nghĩ gỡ cái cảm giác kìa xe diện nha, chắc xe diện bị gách. Đúng xe diện. Đủ. Này. Bây giờ không có. Dạ. Dính đâu rồi? Cắn dính trong quá. Dạ, anh có 500 vỏ. Nó liền quá vậy. Con nhận chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Hồi như dính đâu luôn nè mọi người. Xe diện. Rồi còn có sắp sức rồi. Rồi trước cái sắt nổi bụng nữa kìa. Bị ngợp á. Bây giờ làm cũng lâu rồi mà. Chồng vô có tay như nãy rồi đó. Đúng rồi. Anh vừa nãy vừa tháo cái bỡ liền dính cái con dù mấy con rồi phải có kinh nghiệm chứ. Nó chém con ngạnh nó vô đó. Dùng phao rồi. Đó. Đâu vô lại chạy dữ nha. Ra đây chém lứ tôi đi à. Cái mình đi thăm gì là ta biết rồi. Cái sao. Ta biết mà. Cút tắt rồi. Đây dồn sao kè trước kìa. Mở tờ trống rồi thấy không? Cái đây người ta dở dính dịch là tờ trống. Cái này anh lấy dầm anh bơi rồi, anh đâu chẳng đâu chạy nữa đâu. Ô chỗ này quá. Wow. Cá to nè. Kìa đằng kia đó kìa. Vô con này. Đi ham quá. Cái góc này sao nó chết ta. Ngọt, nằm sâu á. Không phải, nó đâu có thở đâu, nó cái trắng. Do chắc có thể là nước mình xấu. Xấu nữa. Hoặc là dính sâu quá đó, dính nhiều quá. Anh cá sặc, anh cá sặc, anh cá sặc ơi. Rút kinh nghiệm, hết chỗ này. Chỗ này dột con cá gì nữa mày? Gỡ đi, gỡ. Cá sặc này là cá sặc trắng này là kêu bọn sặc gì ta? Sặc tiệm. Có đẹp phải có lan chứ. Bên kia có người đi xe nữa mọi người. Rồi, con cá thằng này tiêm rồi. Không, mọi người thấy không? Bên đó có người đi xe nữa mọi người. Nè. Mình kéo cho mọi người coi. Nè. Không có tay cắt trên. Rồi mấy người thằng này chút mất hậu. Gà cá lóc. Đúng. Cá lóc. Ủa, cá lóc con nè mọi người. Cái gì vậy? Lóc ở tí thử rồi. Ủa, chết queo. Dính quá dính nó mới gọi là lóc bóc thiệt nè. Ê, nè, 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 lấy gỡ nè, 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 sắp dục rồi. Nói gì nó không dục đâu. Bắt cái con. Đang con nữa nè. Đang con nữa nè. Quay mày lo chú ý vô cái máy quay kìa. Để nó... Ngay rồi, ngay tầm rồi. Uống đâu kìa ngồi. Có trả mà thấy mẹ luôn. Quát, 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 quát. Lắc đầu rồi chứ. Không. Cô rồi, hai chút xảy. Dí nó không chịu, không chịu, không chịu. Đừng cho vô thùng. Xe gì sao không dính chân sao cái đại không cạn không bỏ vô rổ bỏ vô thùng
bên đây nè. Nó máng cái sực nó gì nó ngon. Trước còn cái gồm nữa dính xe lưới luôn, ít cái con cá cóc chứ không phải con cá linh nha mọi người, nó giống vậy chứ nó không phải mọi người. Nãy có anh ba mình vô nữa mà không đi câu cá rồi mọi người, đi câu rồi đó. Rô phi con nè mọi người. Này chợ chiên nha, bỏ bụng chứ. Cá phi nhỏ nhỏ này kho ăn không ngon, cái lẩu cá phi này kho ăn không ngon. Chiên á, chiên là không ngon. Cá con này là muốn ngon nhất là phải chiên giòn, nhai nguyên xương luôn, mà xương đã mềm sẵn rồi. Nhiều quá bỏ sót nữa. Nè, như mấy cá trắng này chiên dọn lên này làm chén nước mắm gừng mắm me gì. Hết sảy bà bảy. Áo thật nè. À thật con gắn chung nè. Trời thì giống như anh bà đây cầm lên nó trắng. Cái loại gắn chung đó là mình cầm nhẹ trên tay không sao nha mọi người, mình năng niu đó cũng được. Mọi người không biết ta tưởng đâu con cặp nông cặp ni gì á. Thấy nó sọc sọc nè. Y gan không? Y gan cặp nông cặp ni không? Con này là mọi người cầm bình thường không sao nha mọi người, nhưng mà từ khi làm nó đau nó mới cắn thôi. Này nó cũng phan phan giống như con cặp nông vậy đó. Nó trắng cũng không sao. Đây đây. Đây là một con gắn chung nha, cái đuôi nó đỏ đỏ chứ không phải gắn đuôi chuông đâu nha. Loại nó hiền một tay. Loại nó hiền đó mọi người. Chỉ khi nào làm đau nó mới cắn thôi. Rồi giờ đi qua tiếp. Bây giờ thì mấy cho con mình đi tới tay lưới thứ hai nha mọi người. A few moments later. Tới lưới thứ hai rồi mọi người ơi. Một con mở hàng tới lưới thứ hai nha. Đây con nữa nè. Ô, trước kìa. Cô phi to mọi người ơi. Thấy là trước kìa, nè, cô phi to nè mọi người. To. Cá phi to này cái đường gỡ luôn nè, bàn tay hư hỏng. sợ rồi mọi người, bàn tay hư hỏng sợ rồi, để cho trai gỡ. Bỏ luôn con. Gô phi hơi nhiều mọi người, lứa nó dính gô phi không mọi người. Tay này là như ba phân rưỡi nằm ở trên. Dăng ba tay. Tay nó còn nhúng nhúng chích nè mọi người. Hai phân gữ, tay ba phân chứ, tay ba phân gữ. Kìa dính xe về ngắn trước luôn nè. Lên nè, quay cho mọi người xem nè. Đây mọi người nè.
quá. Coi như con đó nó hên nè, còn mạng lớn sảy rồi mọi người. Ở đây còn nhiều nè. Không sao, không sao, đây còn nhiều lắm. Chỗ này nhiều lắm nha. Cá sạch dễ gỡ, mình gỡ cá sạch. Cho dở lên cái một đống luôn nè. Đó, đó, tôi kìa, nè mọi người. Mắt con bự nãy nhưng mà bộ lưng của con này cũng trông trọng luôn mọi người. Con này cũng sắp đục luôn này không? Cái cốc nó kêu chệt 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 chệt. Anh nghe nó kêu không nè? Nó kêu, nó kêu cọt quạch cạch quạch. Nó kêu là rồi, củi cái đuôi luôn rồi. Cố cắn này, cố cắn củi đuôi luôn rồi nè. Nên nó kêu là. Chiên chiên chiên. Thì có cua gì lên tim dữ ta? Không biết em thấy nó lên tim. Cái bả này là bả cái rễ lúa nè, sóng đánh cái nó chóc lên nó trôi dính lứ quá trời luôn. Dữ quá vậy. Hay vậy đó mà sơ ý là chụp chụp cái khơi là nó chuột cái đi luôn. Ok, đưa thùng vô. Ê, cá này cái gì kêu cái gì ta không ít. Ngừng ngừng cứ không ít nữa nó rầm. Trứng không có tội. Con này ú nu à mọi người. Trứng không nè. Đó ú nu à. Cái này ngon lắm nè. À, cái này mà chiên á. Rô phi bình thường. Cà phê. Cũng vừa vừa mọi người. Thấy con cá gì nè anh Năm? Cá sạc chưa vậy? Thấy nó dưới nước nó vừa nhùi nhùi nhùi. Hai tay. Chưa hết hai tay nha, mới có 1.5 tay à. Dạ hên hên. Dạ có cái lứ. Tao múc ngược nữa chứ. À tự nhiên cái rồi đâu có bị nhiều nữa. Đây hai ba con cá sặc luôn. Ôi 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 ba con cá sặc luôn mọi người. Im thế. Sặc mà nấu chua ha. Anh em mình chưa có cái chài mọi người. Ủa ai vô nữa? Tức là lập ếch. Dài hôm nữa anh em mình có cái chài, anh em mình đi chài với cha mình. Quay cho mọi người coi tiếp. Đây kìa, đó con nhập đầu kìa. Bây giờ anh em mình mua chài vậy rồi là ba cha con mình đi làm về clip chủ đề về chài cá cho mọi người. Ông văn lưới này ông đi giúp trên nước á. Đi nãy trên trâu xuống. Mình đi đây đã trâu xuống kia luôn. Này đất gì? Không bỏ cái này. Mình rác rồi.
có lê gai kìa, hai con ba con gì kìa. Cá sặc mọi người ơi, đây cá sặc, đây cá rô phi nữa. Dính cá phi vào lắm. Cái đầu khi lực cũng mạnh lắm, sao chạy chính là gối lứa. Này có sắc mắm gãi nữa một cái thì ok thả luôn. Hai ba con trước, hai con cá rô ôi rồi quá sạch. Ôi rồi dính chung một chỗ luôn. Ba con dính chung một chỗ luôn mọi người. Dính là yêu phao đỏ hay gì quá. Ờ đúng ha. Để phao trắng tự nhiên đó lọt hai cục phao đỏ. Phao chín sen đó chịu à. Phao hồng, hồng cánh sen. Xanh xanh đỏ đỏ, nhỏ nó khoái gì đây. Bởi mình nhủi vô đây. Tình đỡ nhỏ thương nhỏ nhỏ bên với đây dính nữa kìa, màu xanh nữa nè, thấy không, xanh vàng đỏ tím luôn, gì được nâu gì có đâu, hai con nữa đi pha màu nó thấy rồi, thấy rồi không. Đỡ lạnh á, bữa tao dùng cho đi lạnh, đi lạnh mà lạnh chút xíu à, hướng nào cũng trời nhiều chua à, ta sẽ dính bên đây nè, bên đây qua nè, bên đây qua biết đâu thằng mình cảm thấy gỡ xuôi được là mình cứ ép nó thôi cho càng nhanh. Đây đây nè, ba em. Ba em luôn. Kìa trước cá cóc nữa kìa. Cái gì? Cóc nhái cá rô. Là chúng ta dễ bị sảy lắm. Dễ chứ. Ở trong thùng phi kêu rô phi. Ở ngoài đồng rồi, sao không kêu rô phi. Đúng rồi.
con cá sặc, do ham ăn bị sặc nên kêu cá sặc. Cái đầu cha thế con nào đâu mà cố ăn, con nào cố ăn cái gì cố ăn nhất mà nó bán là cá sặc. Chiên ngon thiệt, đúng là nó sạch. Bớp muối mặn mặn ha. Đó là ở đây vậy chứ gặp chiên. Bình Dương Sài Gòn này cá này tiện không? Bây giờ được chưa mọi người? Mới có hai tay không mọi người, còn một tay phía trên kia nữa mọi người. Kìa, kìa đồ ơi. Quay được ơi, nó sót nữa. Cá đồ đồng trời, hơi bị chà bá luôn mọi người. Này con trên này nè. Phụ được con nào vậy? Cảm thấy con nào dễ? Đâu ủa? Mẹ ơi! Cái đồ đồng. Cái đồ nó hơi bị bự luôn đó. Để mình gỡ cái sạc này. Mình nói cái đồ với cái sạc cha mình đang gỡ. Anh mình chuẩn bị lại gỡ cái sạc rồi. Ấy con này. Bảy. Bên đây nhiều lắm mọi người, từ từ. Ừ, con này mở này chưa không được. Bác luôn là bác lại, trong này dưới gì bác ơi. Con này bự quá, nó gỡ xuôi không được, mình gỡ ngược. Bắt gồ thì bắt cũng ngọt rồi. Thôi chân cẩn thận bàn tay. Đâu dục bỡ ngược lại con thấy gỡ trên, trên lưng nó. Trên lưng nè. Nè bà chỉ nè, ví dụ gỡ ngược phải không? Gỡ cá con nắm là gì nè. Gịch đây rồi bắt đầu cái mặt lưới mình nhìn thấy là mình nông cho nó khỏi mang nè. Rất nhanh. Ủa, nè mọi người. Cái chỗ mà mình nói nè mọi người nè. Tới đây luôn nè mọi người. Xe diền hết rồi. Tử tận nha, ngã tử đại thành nè. Cái rô này bự quá, rửa ngược luôn. Rửa xuôi nó không được. Rửa xuôi nó được chứ, nhưng mà nó rách lưới của mình. Mày nó bự quá. Con này nè, con này nè. Được luôn. Ép các loài ruột không được. Mày gỡ ngược đi, nó bên đây nè. Kiếm đường ngược đó. Khoan từ từ. Rồi. Ô, hai con ba em nữa chùm thế. Ba em bên đây, một em bên đây nè mọi người. Ba em. Có sạch cũng gỡ xuôi đứng lúc đầu qua bên kia con gỡ xuôi là con nông cái hậu trước. Nặng nặng lưới vô cái nông cái hậu nó là trên lưng con kéo cái đi rồi. Nhanh. Đó, nhanh thì con bóp cho bụng vô, bóp cái hậu vô. Bóp bóp một lưới nông cái. Kìa, xác cái đài dưới đó. Một em cái sạc nữa. Ồ, ba phần này. Em là em cuối đài, cái tay thứ hai rồi. Cũng con rắn thôi. Nó trùng lưới này ba phần dễ kiếm ăn. Rồi. Ok, giờ mấy cho con mình lên trên bờ, đi lên lên trên bờ. Xong rồi đi lên trên kia, chuẩn bị tới tay thứ ba nha mọi người. Giờ anh em mình bỏ cá này vô cái gọng bớt. Rồi cho đẩy đi con đổ nha. Cho nó ở đổ hết vô luôn. Nào vô. Có ra ngoài con nào không? Không. Ok. Cho dở gọng cho mọi người coi với cho. Ô. Mọi người. Rồi. Bắt đầu đi. Giờ mấy gia con mình tóm lưới nữa. Đi lên trên đó để mà còn một tay nữa. Thăm tay thứ ba nha mọi người.
cái luồng thứ ba nha mọi người. Vô phòng em. Cá lóc nè mọi người. Anh A Năm là dở lưới này, chỗ này cho mọi người coi cá lóc anh Năm. Đây con lóc thứ hai nè mọi người. Lóc chết à. Đây cái gô phi, đây cái gô phi. Đó, ê quán cậu tình thiệt chứ. Cái lóc đồng với lại mình giăng lưới 3 con rưỡi mọi người. Dính ba lớn là mừng mọi người. Chứ không có vụ mà dính cá lóc giống như ngoài chợ đâu nha. Chứ là gách lưới luôn á. Con cá lóc nó dính nhiều nhiều tu quá. Không phải. Nó chết nó cắn hàng răng nó cắn cái phải tháo rồi bỏ cái tàu cái tua lưới mình ra đến ít lưới. Thì cho anh Năm đưa thùng kìa. Nó chút rồi. Đây không có lóc thứ hai nữa. Có lóc gì là ngon rồi, có lóc đồng. Hay gì chứ bổ lắm mọi người, bà lớn rồi đó. Phi bự nè mọi người. Đây con cá rô nữa nè mọi người. Đó, 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 đó. Gỡ ngực. Nó cái đầu nó đi xuống. Nè, cái rô phi cũng phải nằm dưới nè. Giữ cái đầu được cho nó lắc nữa. Vừa ra khỏi cái lưới là nó phóng liền. Cô đồng. Cô tắt ra được cái quẹt quẹt chung ra. Quẹt khó đi cho lạnh theo. Phải có một cái thuốc lá để gặp. Đấy, rô, hai quả đứa được nhỉ? Cái sạch này ngon hơn cái rô nữa. Nó hơn nhiều. Chết rồi. Lúc đúng luôn muốn tới nách luôn rồi. Chào mẹ cái gô đồng mà cho bà. Đó. Mấy người Sài Gòn không biết lội về đây lội ba này cái ruộng này nè. Trời là được nè, nó không có sâu. Nó giống như hồ bơi nhân tạo vậy mọi người. Cạn hơn hồ bơi nhân tạo nữa. Cái đồng biển cá ba ba mênh mông. Như cá biển thôi. Đó, nó cách thiên nhiên thôi mọi người. Không quay. Ngoài sông ấy, nước nó vào trong đồng á mọi người. Cá rô đây nè. Đây một con cá rô bự nữa mọi người. Đó. Hay vui. Tao gửi cho mày. Cái bụng nó bự quá chắc có trứng vậy. Ôi còn dính cái mỏ hàng chi. Dính mỏ nó còn nặng không được đâu. Nếu nặng ép nó là nó nổ lớn. Đây. Cỡ vô cái quạt đó. Bài thứ 3. Dính mỏ nó như vậy. Dính cái thời gian sau dính cũng lẽ là gần đây cũng lên cái clip để bắt đầu
bắt cá sông. Mình giăng ở đây ở trên đồng là nó chỉ có ba lớn thôi. Còn mai mốt mình sẽ xuống dưới sông á, sông lớn á mình giăng á là nó dính cá bự hơn. Cá nó lại bằng tay. Mọi người thấy nước thì có nước thiệt nhưng mà trên đầu gối cha mình xíu không mọi người. Đây cá rô nữa mọi người. Mọi người ở huyện Tây thì nói chung là mình chỉ xuyên nhau mình đi săn bắt ít năng là ok thôi. Phải giữ tiền mua. Người xem kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mấy cha con mình để mấy cha con mình có động lực làm nhiều thêm clip mới hay hơn nữa. Và mọi người muốn có ý kiến hay mấy cha con mình làm gì đó, mọi người hãy cho mình xin một cái comment bên dưới để mình đáp ứng mọi người nha. Mọi người cũng thông cảm là tại kênh anh em mình mới bắt đầu làm, mọi người cũng không có kinh phí gì nhiều nên là quay bằng camera điện thoại, nhiều lúc có hình ảnh với lại âm thanh nó không được chất lượng, mong mọi người thông cảm cho mọi người. Đúng là lưới 3,5 phân nó có dính thật mà dính cá to. Còn ít dính nhưng mà dính là dính cá to. Kìa trước kìa. Nhiều quá. Cá sẵn là dễ gỡ lắm. Đó, mình gỡ lưới mình còn kỳ nguyên. Nè, anh Nam thử gỡ lên nè. Cái đồ đồng ở phía trước dính gom dính gác gì này, mình phải có sắc mắm nè, tham cái mình gãi luôn. Có gì có sắc mắm là dính liên tục luôn á. Ok, mà kho nước sạch 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 ha, kho mặn mặn ngọt ngọt nước sạch sạch sạch, chấm rau sống ăn bá cháy luôn, may là muối chiên cũng được, nó sạch rồi. Ngon lắm. Mình vô với rau muốn đậu quá cứ ghét rồi mọi người, khỏi nói khỏi bàn. Tới cái đài đó nó hết rồi, mình lên mình nghỉ mát chút xíu nữa, mình đi lên mình đi làm cái chuyện khác. Kìa à, trắng bướm cái này giống cái xa cỏi luôn. Ô y à, con luôn mọi người. Cái này gọi là cá sạch đẹp. Cá này thấy ở trên Bình Dương cũng có nhiều người bỏ vô hồ kiến nuôi nữa này, nó đẻ dữ lắm luôn á, đẹp đúng không? Nó cũng nó người đây là người đây chỉ biết nấu canh chua hay hoặc là lấy máy xay làm cá chả thôi. Cá sạc này xương nó mềm với lại xương nó nhỏ lắm mọi người, nó không như mấy cá kia. Một phần là cá thiên nhiên, cá đồng á mọi người, là xương nó mềm mèo à. Đây là đài rồi, hết dính rồi. Có con nào vớt ngay kia cái chủ không? Rồi, không có em nào vớt cái chủ hết. Rồi, giờ mình vô thôi. Vô thôi. Ok thì đã chờ dắt lưới sao. Mấy cha con mình vô mé rồi nha mọi người.
lần thứ ba nha mọi người. Ừ. Cái kia là đi quanh kia. Này là đi hướng chơi luôn ha. Ô, chính là trên dưới. Trên dưới thì bị cuốn luôn rồi. À, đi giúp đây nè. Em đi bên kia quay nó trong thôi, đi kia đi. Ui trời ơi, nó trúng. Một con. Mình cuốn đi về luôn rồi. Vào rồi các bạn. Hãy tu làm như quấn bóng qua lây ha, quấn làm như quấn bóng qua lây ha, quấn bóng chuyền ha. Sáng xuân cá dính trên này nữa. Như là gớt vô trên cái gió vậy. Như làm như quấn bóng chuyền ha. Rồi em này ngay đơ rồi. Bị ngọt luôn rồi, chết thôi. Thở không được rồi, về rồi. Không tại mình lực gì mình về á. Qua mình làm phát có lý không có lực đâu. Cái mặt cá bự bự không mà, có bự bự không? Đây, sạc. Một anh sạc. Sạc mini. Không, cái sạc gì là được rồi. Đây, con này nó nhỏ. Nhỏ to cũng được rồi. Mình đây nhờ nó to này còn chán cơm nó dẫn không? Mình thấy nó bé gì xin đá rất mềm mà các bạn. Phải chặt lội luôn đó. Mềm ngon là kể như là nó gì xương của nó là mình nhai là hình như là nóng không, 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 không tầm hiểu cái xương. Ủa trời. Bao giờ bao giờ. Đây nghe em đó nè. Ừ, mày chút xíu chuột rồi. Nó chút kinh nghiệm mày nắm ngay cái đầu nó mới được. Ừ. Đấy. Dở đường quét được đi. Dưới này, dưới này. Đó. Dạ. Đó, trước cái gì nữa đây? Ta đồ có. Phát này. Nè, bạn mình nó vẽ kế tiếp. Ô bên này. À, gì là hiểu mình cái gì? Đấy, sốt nha. Ừ. Chót, còn chót. Chạy đâu? Đây. Chú cái sạch. Lên. Lại hơn rồi. Chú bật cái thay. Hết hơn nè. À, trả lời lời chính nè. Hai bà con nghe. Rồi. Chú đi bọc. Thank you.
hết một tay mọi người. Giờ ba cha con mình lên trên đó để mà thăm tay thứ hai nha mọi người. Thôi kết thúc đây rồi. A few moments later. Vô các bạn ơi, vô rồi các bạn ơi. Đây là chớ con đó nha. Ô gì không? Hồi nãy từ hồi nãy đi từ dưới kia đi lên trên này đi chúng mấy cái bờ đê ruộng mà nước ngập không thấy các bạn. Xem cắm đầu xuống nước rồi. Sướng. Sướng thật ạ. Luôn này. Chín to to. Ôi trời ơi. Úi mà ba con. Con cua phi cá sặc luôn. Đủ bộ ba luôn. Nó đâu có dưới cái miệng đâu mà sao nó có dưới. Dưới. Nó phải dưới. Không có dưới. Không là cái lưới nó hơi chặt. Cái phi mình gỡ cái sạc cho anh. Ôi cái sạc có gâu nhìn đẹp ha. Cái sạc thì đúng rồi, loại đuối dò thôi, loại dưới nước đuối dò á, nhưng mà cái cháu nó vô ngay cái đít vô này nướng cách vô nhảy đi nướng á. Vô thấy chưa? Lúc vô tới thăm hỏi thằng bé rồi ra sao đó chứ. Vô đây nè. Vô nó sắp này vô cái ngạnh đó. Đi lên vô. Nó vô tới mông rồi. Nó đi lên. Mà cái dọn nếp khi ngày xưa cũng muộn được cách tác. Đi ngang con sứa không? Tẩy phi, cà phi. Cà phi đen thui ta. Rồi kêu cà phi là nó dân châu Phi rồi không đen. Châu Phi. Dân châu cà phi đưa là lương, hồng, hồng. Quá cái hồng đó, nó. Đây, cà phi nữa. Đi. Ủa phải không? Chính xác. Châu Phi nhiều vậy. Châu Phi đeo Phoenix. Châu Phi châu Á gì. Nè yeah. Phi nữa nè. Ở đâu mày kéo nhau đi biểu tình hả mày. Đấy thì là tuyệt vời. Lấm nước đây. Đấy, con gì? Chắc không? Chắc. Ôi, thằng kia. Ôi, rồi. Ôi, thằng kia đó. Hai cái rồi luôn. Ôi, cá rồi. To nha. Bà phòng nữa. Dính dữ lắm. Xe nhẹ luôn. 2 tấn rồi. Dính gông. Bà phòng. Phòng nào? Phòng nha, chứ mua đồ mũ á. Trời ơi đủ. Cái đây nữa. Cổ tay phong hay là thượng mã phong. Đi phòng phòng. Hai em cá sập. Một con này sắp vô luôn. Dạ, cái này con ếch cầm cắt này chạy. Con đòn vô kìa. Đó lưa con lưa này. Con này làm sao tay. Mấy em đòn đào. Mình nhận lấy vui và cần thiết. Vậy nó mới whip. Xem rồi, xem là bàn tay hư hỏng rồi. Vô là thiếu dục. Ê, đang còn gì đâu, chạy liệt liệt nước. Này, thằng liệt. Thằng liệt. Mày liệt. Chạy liệt liệt, kiếm thằng liệt. Đoạn tôi nhấp được sau đó. Chạy liệt, đằng trước. Ủa, đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ê, đừng gỡ gì, tao nông cái lượng nữa nè.
năm cái tay này nè. Dạ. Cho nó qua khỏi cái lượng nè. Thôi đã đánh banh tới giờ. Mẹ cá sao sống nổi. Ừ. Tại tại móng tay tao năm nó khỏi cái lượng nữa là cắt hết móng rồi. Không có móng. Nấu. Có hết không? Đủ người ta 7-8 kg không nói gì là 2 kg rưỡi. Mày 2 tấn rồi. Câu dính rồi, rồi. Xe gì này? Rồi. Ừ, vậy ta vậy đi cho nó khỏe người hả? Ờ gạo chứ mới được gạo không qua đó không biết ai nữa. Ủa đó ai ta nói có giọng ai ta đi giáp giáp bà đây nha bảy chỗ mày hai con ô hai đứa luôn. Ừ. Thu bạn nhau mày. Bạn tại hư hỏng ghê cứ chụp cái vô kìa. Chụp cái vô kìa. Các bạn nha. Kìa. Nhảy đi. Tầng. Nhảy đi bậy. Quá dính rồi. Cái cô phi với quá dính rồi bạn ơi. Với cái hậu á. Được rồi, cục gỡ một mà nó dở đây nè. Nếu cái này nó máng ngay cái hầu nè, tôi phải phân từ đây nè, năm cái hầu nó nè, thấy chưa? Nó dở chậm, gông kìa. Kìa, đó, trên trong kìa, đó. Hai con cá sạch. Chỗ mẹ chạy banh luôn không? Thằng còn nữa. Nó dính kiểu gì đây? À, kiểu nào cũng được cho nó qua cái mang đi sợ cái mặt đó đi trời rút được bên kia cái đó không đây nè nắm vậy nè gì nắm vậy nè nắm cái này trước nè đầu mày xịt đáy luôn đó thấy không xịt nước chảy nước đau quá đau chảy nước quá mày không biết sáng giờ con mực mình ở nhà cái gì đó trước cả đồ. À. Mực đêm qua bị hai con đẻ cắn nè, nay nằm ở nhà luôn. Chết rồi, mày lát về đừng nói chết rồi có thịt nữa nha. Rồi, mày nói mày wow vậy là biết chừng nào chứ. Đúng rồi. Đây, vô. Hai ba con luôn. Thầm đi đâu quay quay đi tiền gì đâu mày đổ nghe đổ chú là cháu cạn hả kìa nữa kìa cháu vô ruộng nước kìa cháu vô giấy đi nhưng mà cá vô vỏ được rồi cá vô nhỏ là ăn toàn ăn là thấy ngon rồi lụa sức nào mà cái chấu lúa mà nó vô giá thì về mình giặt vũ nó thôi nhắm gì ui trời ơi trời ơi nghe nói một câu đó là quá dễ dàng thế nhỉ mạng nè ui trời ơi sao mà dễ dàng thế nhỉ ui trời ơi ấy hey, hai con cả hai này và quý thu nhập là tốt rồi ngon này ý ở dưới nước nó nấu chục về không cách lưới là được rồi mỗi lần la lên cái đoạn dòm lại ấy một chục đôi rồi ấy cái kia nó vào đấy đây anh cho rồi vô mày ấy hai em luôn hay có kinh nghiệm gỡ chưa? Ừ, vuột mấy con rồi đó. Chiếc lượng, gỡ chiếc lượng nữa mày gỡ cá đó chết toi hết.
được hai ảnh lụm được con cá lóc máng đuôi xe. Đây. Đấy. Mới nuôi. Tiếp kìa. Tiếp nghe nuôi cá kìa. Đồ mới nuôi. Cái đằng kia. Đằng kia. Ồ. Gỡ nông như ba vậy cứ mày cứ móc không chết mẹ cái con cá rồi. Đây nè. Giờ nó quay đầu về đây nè, con chụp đây nè. À, đây nè mấy ông. Nhìn nè, chụp lên gì là con biết nè, con lấy móng tay nè, con lừa đây nè, nè. Nó qua khỏi cái lường là cái đầu nó qua. Qua lường rồi đó. Nó vừa nhanh mà con cá. Úi giời ơi, dính nữa. Ấy mà ơi. Sao cái này nó nao hết nha. Trúng rồi. Tới cán rồi, sắp tới móc rồi. Ai, cán móc thì rồi, chịu view à. Rồi, hết trơn rồi. Tới thì đo. Mình biết cái bồn sạc rồi. Sạc không sạc. Thôi vô đi, đổng ra đi. Trong rộng cái gì? Đổ rộng đi. Chết nhiều. Okay. Chết. Ơi. Chưa chịu xuống rồi. Đấy, ta con. Đó. Mày sẽ đuổi. Này các bạn. Ui. Chưa còn một tay nữa. Để đi. Còn một tay trên nữa mọi người. Thì giờ mày ba cho con mình lên chảnh luôn nha mọi người. Con mình đang thu hoạch đằng kia. À, tới đoạn thứ 3 nè mọi người. Bà này sao phát hiệu dữ vậy? Để cái bà này dữ. Nằm gọn quá. Cái gì phải được chặt mới. Gò này hơi bị chết rồi. Với lần ba nữa cũng là gai không phải cũng chạy cái lâu quay mình đây dở lên cái coi may mắn này gồm nước mình thấy gì Không dính rồi, giờ đã dính rồi. Bao rồi. Con á. Con lặn ở dưới cái lường á. Lọt cái lường nó qua là con đặng trên lưng cái nó đi luôn. Rồi, lượn. Cái trên lưng ừ. Có tay ngài nha. Đấy, qua. Có đủ. Cá gô. Cái gô ngoại trừ mày đừng có còn sống nữa là đừng có máng ngọ con không dễ vô đâu ra mắt sức chiều sáng đi đó kia chiều sáng dính cái chốt quá dữ cái ngồi chung ba con đưa vô cái chốt cái ngồi xuống tại chỗ luôn hả sao nhức quá nhức kì bảy ông bà miệng nói chi xẻo có gạch gì không nha trời ơi thấy cục đen tưởng đồ bị dính cái ép ối giời ơi con cá ép mới đi vô rồi vô rồi cá ép mới xảy rồi chạy đi
Thì nói cho mọi người không biết luôn là cái thằng mà nó múa là nó tên Toàn, nhưng mà trong xóm kia nó là cá ác không mà nhỉ mọi người. Bị đen quá. Mình kêu da đen thì nó buồn, mình kêu ép thôi. Cái ép là loài cá dễ thương luôn. Ủa, là loài cá kiển á, cá được nâng niu chi vô trên chiều đó, chứ không phải. Đó, đồ này cũng đưa đó. Người luôn này nó được. Mà chạy cũng cá lóc bự đấy. Người này nằm treo trên gò quá. Mà cá mình cũng bộn mình sẽ còn gì đó. Nếu mà muốn bắt từ từ bắt chứ. Mới đụng vô nó cái đây con gì phi tô phi đúng bà bán trên cạn quá không dính luôn ít ha quán lồi thảo ma Canada nước cạn đó về chuẩn bị về xong về sâu và đi luôn tiêu rồi quái trưởng sáng mấy giờ mấy con rồi ta. Hình như nó bị nhiều quá đó. Nhiều quá không nhớ rồi. Rồi con cá đó cuối cùng mà nó bị đi luôn rồi. Đi vô đây. Tại cá giống luôn rồi. Tại để giống. Đi luôn rồi. À. Đi thiệt. Cuối lùa luôn rồi. Mò dính thiệt cái này ghê chứ. Nã ní con gì á. Bà bực giống trứng vịt dưới đó. Chớp mẹ con cá trong cái trứng vịt. Rồi hết. Đi rồi. Nói mất tiêu luôn. Rồi chớp mẹ con cá trong cái trứng vịt. Vô mặt được. Có được lại. Rồi sao có. Bây giờ mà mình Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì nguyên một ngày hôm nay ba cha con mình đi giăng lưới cũng bắt được mớ cá rồi mọi người. Thì bây giờ clip của ba cha con mình cũng dài rồi, thì anh em mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy hay thì ấn like và chia sẻ để lại comment ý kiến cho anh em mình. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Bye.